Xin được gửi lời chào thân ái đến quý vị cùng với chúng tôi qua hội thoại với bác sĩ Ngô Bá Định. Xin được gửi lời chào bác sĩ Ngô Bá Định. Mến chào anh Đoàn Trọng và xin mến chào tất cả quý bà con cô bác và quý thính giả thương yêu. Hôm nay thì đã mùa là coi như qua hẳn Tết rồi thưa bác sĩ. Thế cái Tết đến bác sĩ năm nay như thế nào? Cái Tết này thì nhà anh ấy ở anh. Nhà ai thở và càng xa nhau thì ta càng sống lâu. Càng xa nhau không nghĩa là chúng ta ghét bỏ nhau, mà vì cái thời đã thế, thế thời phải thế. Cái thời này là chúng ta chưa có vaccine đủ hết để miễn dịch cộng đồng. Chúng ta chưa chích hết 70% dân Hoa Kỳ. Cái thứ hai là cái số lượng người nhập viện và số lượng người bị bệnh nhanh tuy là nó giảm xuống trên 50%, 60% luôn, nhưng vẫn còn. Vẫn còn, chứ mình không có thể nào mà thấy nó giảm xuống mình mừng hú hí mà mình chạy ra tung tăng mà không có đeo mask. Chúng ta lúc nào cũng phải nghĩ tới đeo mask, giãn cách xã hội, tránh bầy đàn, tránh nhóm họp, ngựa xe như nước, áo quần như nêm, tránh những cái đó và vệ sinh. Đi đâu cũng rửa tay riết bây giờ tay nó khô đét luôn mà nó không biết nó mệt tới lúc nào. Tôi sợ lắm, bây giờ cứ đụng là rửa tay, một ngày rửa tay không dưới 50 lần đó. Đi ra đi vô rửa tay, đi ra đi vô rửa tay, tức là mình tính luôn cái chuyện mà đưa như vậy là mỏng da đẹp tay hơn chứ cái gì đó bác sĩ. Mình nói mòn cho nó. Ok, thì nói chung là Tết cái cúng bố mẹ. Cảm ơn bố mẹ đã sinh cho mình và cho gia đình con cái con cháu được bình yên. Bà xã thì có đưa mấy con nó đi chùa, lúc đó em phải đi làm. Em chỉ làm những cái chuyện ra phòng mạch cúng bái rồi thăm song thân và bên nhạc phụ nhạc gia mình nhạc mẫu mình, xong rồi không chịu được phải đi nhà thương, tại mình lúc đó mình đi 5 nhà thương rồi anh, cho nên chỉ có như vậy. Là ngoài phòng mạch bác sĩ còn phải làm việc ở 5 cái bệnh viện đó hả? Vâng, tại vì mình khi mà có bệnh nhân nhập viện đó mình phải vô take care người ta. Có những lúc chỉ có 2 bệnh viện là may mắn. Mà có những lúc phải đi 5 bệnh viện, 2 cái Kindred, 1 cái Thurston và 3 nhà thương. Và nhà thương chính. Riết rồi quen anh. Cũng phải quen thôi phải không? Mấy chục năm trời làm như vậy rồi riết rồi nó quen à. Nhưng mà thưa bác sĩ, trước khi đi vào một vài cái vấn đề mà sẽ là cái đề tài chính hội thoại với bác sĩ tối hôm nay. Qua cái tình hình khí hậu và thời tiết, đặc biệt là bác sĩ theo dõi thì thấy ở bên Texas có thể nói cái tình trạng nhà máy điện bị mất nước không có và đang tròn ở trong cái tình trạng emergency. Thế thưa bác sĩ, cái vấn đề những người đang vào cái thời điểm để chích cái second shot cho vaccine thì nó lâm vào cái tình trạng như thế nào thưa bác sĩ? Cái đó là vấn đề rất là đáng quan ngại đó anh. Tại vì khi mà những đó tất cả đều ngưng động hết, chúng ta không có điện, nước. Thì làm sao mà chúng ta vaccinate được? Giữ cái vaccinate được. Với lại khi mà thời tiết khắc nghiệt như vậy đó, xe không có chạy được đó, thì đâu có đến cái nơi đó để mà vaccinate. Và những cái nơi mà để mà vaccine đó, máy móc nó không có chạy nữa. Và thuốc, nhiều khi cái thuốc đông thì để được, nhưng mà những cái dụng cụ để mà đưa cái thuốc đó vào cái cánh tay đó. Nhớ cái thuốc Pfizer là Moderna có thể giữ được lạnh dưới trừ 70 độ hay 90 độ. Ép ra anh, nhưng mà những cái khác để mà đưa cái đó vô cánh tay mình, nhiệt độ như vậy nó chết. Nó đông mà nó không làm việc được. Cho nên rất ư là nhiều chuyện xảy ra, và chưa kể là có vợ chồng, có bà đó đưa con mình vô trong xe để mở máy hít tại vì nhà cúp điện hết rồi, lạnh quá. Thì hai người đã bị chết vì thán khí đó, CO2, đó nó carbon dioxide nó release ra và làm người họ ngộp và chết. Và nghe nói 20 mấy người đã chết tử thương phải không anh? Dạ nhiều, 20 đến bây giờ là 20, cái con số nó thể có lên tới ngoài 30 người theo bạn. Mấy trăm ngàn người đã bị mất điện và bao nhiêu triệu cư dân là không có nước. Bất may là người thân của mình ở bên Texas mới được có nước ngày hôm nay. Làm hình cuối cùng cũng đang có nước. Thì thiên tai đại địa dịch, rồi cái chuyện nhân hòa này lại không có. Chia rẽ hận thù đảng phái và khí hậu thế giới là nguyên nhân chính đó anh.
Thế một người như bác sĩ, tôi muốn hỏi cái ý kiến và cái nhận định của bác sĩ về cái vấn đề trở lại của Hoa Kỳ với WHO, tức là Tổ chức Y tế Thế giới đó. Tại hôm nay thì Hoa Kỳ sẽ đưa một cái tấm ngân phiếu 200 triệu đô la để cho Tổ chức Y tế Thế giới và chính thức trở lại làm việc với WHO, tức là Tổ chức Y tế Thế giới. Dưới cái nhận định của một người có nhiều kinh nghiệm về ngành y tế này, bác sĩ nghĩ rằng Việt mà Hoa Kỳ chúng ta có nên trở lại với WHO không? Vì họ có những cái lý do mà dưới thời Tổng thống Donald Trump họ đã đưa ra những cái cũng có thể làm cho mình không thích thú với cái lối làm việc của WHO, đặc biệt là qua điển hình khởi đi từ cái vụ dịch COVID ở tại Vũ Hán, thưa bác sĩ. Cảm ơn. Ở đâu có hai người đều có chính trị, đều có sự mà phân bố, nếu không sự mâu thuẫn về quyền lợi và đưa đến vấn đề mà tranh giành hay là chiến đấu cho vấn đề mà cái quyền lực về phía ai. Ở đâu cũng có chính trị, ra bàn chính trị. Nếu mà tôi không thích chính trị, thưa anh Đoàn Trọng, và tôi chẳng bao giờ muốn làm ông này ông kia hay là làm một chức vụ trong chính quyền nào. Làm bác sĩ là đủ rồi. Quá đủ rồi. Mình ngồi ở trên đây là lý do mình cũng nói là nhiều lần là vì mình muốn nói lên sự thật, mình muốn không thích tin giả, mình muốn cái nền dân chủ và cái hiến chương luật pháp phải được tôn trọng, mình muốn sự thật. Những cái gì mà láo xạo, láo lế, đầu độc, độc ác, coi thường mạng người hay là độc tài, những cái đó là tôi đã bỏ mạng đi vượt biển để tránh những cái đó. Cho nên bây giờ mình thấy những cái đó mình obligation, mình cảm thấy là quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách, mình phải có trách nhiệm. Cho nên chứ không ai mà bỏ thời gian ra lên đây, cũng không muốn tâm tiến con khỉ gì hết trơn đó. Nhưng mà đây là cái tốt cho cộng đồng. Chứng tỏ là người Việt chúng ta là 60+% đã bỏ cho cái người có đạo đức, nhân lễ nghĩa chí tín, mà cái người mà nai lưng sốc vác ra, nghĩ cho cái đoàn thể không có phân biệt đảng phái để mà lo cho đất nước này build back better. Sáu cái Gallup poll đó anh, chỉ có 31% bầu cho cựu Tổng thống Trump mà thôi. Người Việt Nam chúng ta đó nha, ở Bosa này. Tuy nhiên là theo cái viện thăm dò của Gallup á. Gallup, vâng. Thì đó rất ư là nhiều người, họ cảm thấy sự thật. Họ đọc tiếng Anh, họ hiểu tiếng Anh, họ đọc những cái cơ quan truyền thông thông tin mà có 1 đến 200 năm nay rồi, Associated Press, Reuters hay là BBC, AFP, New AFP, 200 năm nữa, cái đó lâu dạ, đúng, lâu AFP nhất rồi, anh. Thì NBC, PBS, rồi NPR chứ quên, rồi BBS, nhiều lắm anh. Thì bây giờ trở lại cái vấn đề mà mình đang nói ở đâu vậy thưa? Ở WHO. Quý vị đã nhớ cái ngân quỹ mà nước Mỹ đã đặt ra cho mỗi năm á, trung bình là 16.000 tỷ đô la. Anh tính 200 triệu, nó là .000 mấy của cái 16.000 tỷ đô la. Nhưng mà mình nắm cái vị trí mà lãnh đạo, lãnh tụ hay đầu đàn trong cái WHO đó, nó có lợi vô cùng. Thế giới nhìn đây một lãnh thủ, thủ lãnh đại ca, là người đi đầu trong thế giới tự do tranh đấu cho nhân quyền, nhưng mà cũng đi đầu trong vấn đề mà y tế của cái uy tín quan trọng lắm, cái bề thế quan trọng lắm, cái leverage rất là quan trọng. Mà khi mà nằm trong đó, cái số người mà vây cánh của mình mà mình biết đó, mình sẽ biết những cái tin gì mới ra ở đó. Ebola đúng mới rồi. Nổi lên ở đó, XV mới nổi lên ở đó, H1N1 ở đó, H1N1 ở Hồng Kông, ở nơi đâu mà sắp sửa nổi lên là mình biết control hơn những người khác. Mình còn control được, mình cần control được cái gì cũng vậy. Nhưng mà cái người tàu cộng nó thấy mình mà rút ra, nó mừng vô cùng. Nó chỉ bỏ ra chỉ có vài trăm triệu thôi mà nó trở thành thủ lãnh đại ca, nó nắm cái level you. Cái đó là một người không có được thông minh lắm. Cái gì cũng vậy, phải có tiền mới có uy thế. Cảm ơn. Kính thưa quý vị, phần mở đầu chương trình của hôm nay, quý vị cùng với chúng tôi có cơ hội để trao đổi với bác sĩ Ngô Bá Định. Đó là nhận định của một trong những vị bác sĩ có tầm hiểu biết về vấn đề y tế đối với cái sự trở lại của Hoa Kỳ với Tổ chức Y tế Thế giới. Quý vị đang cùng với chúng tôi qua hội thoại với bác sĩ Ngô Bá Định, và chúng tôi trở lại quý vị trong giây lát. Để tri ân khách hàng cũng như hỗ trợ cho đại dịch, chúng tôi có một chương trình mang tên Tri ân cùng Vạn Niềm Vui. Quý vị có thể mua tất cả sản phẩm sâm của International Home Shopping và nhận lại full credit với số tiền đã trả. Để biết thêm chi tiết, xin gọi 714-868-6868. Quý vị có thể theo dõi chương trình của chúng tôi phát sóng trực tiếp trên các hệ thống sau: Nam Cali 57.11, 14.3, San Jose 16.11, Houston, Texas 27.2, App
SET Group TV. Chương trình cũng có mặt trên tất cả các thiết bị Android, iOS, Roku, Amazon, smartphone, iPad và đặc biệt trên Samsung app. SET Hắc Sâm, món quà của Thượng Đế giúp tăng cường đề kháng chống đại dịch toàn cầu. Quý vị đang cùng với chúng tôi qua đối thoại với bác sĩ Ngô Bá Định. Và đây là một trong những sự kiện mà hôm nay chắc lẽ tôi muốn bác sĩ Ngô Bá Định sẽ đưa ra tất cả những cái nhận định, quan điểm của mình về một trong những sự kiện quan trọng vừa mới xảy ra tại Washington DC. Chắc quý vị biết trong cái ngày mà cuối cùng của phiên tòa luận tội Tổng thống Donald Trump tại Washington DC thì quý vị thấy Thượng nghị sĩ McConnell là một trong những vị lãnh tụ khối đa số tại Thượng viện trong một cái thời gian rất dài vừa qua. Ông đã bỏ phiếu không có luận tội Tổng thống Donald Trump. Và bên cạnh đó thì ông đưa ra một cái lý do là ông cho rằng cái phiên tòa của Thượng viện là không đủ tính cách hợp hiến để xử lý một vị Tổng thống không còn đương nhiệm. Nhưng sự việc nó không ngừng lại ở đó. Kính thưa quý vị, và sau đó thì ông viết một bài trên tờ Wall Street, chắc có tầm quý vị biết tờ báo Wall Street rồi. Và ông đã nói về những cái gì mà chúng tôi muốn nghe bác sĩ Ngô Bá Định nói như thế này. Bác sĩ theo dõi rất nhiều, bác sĩ đọc rất nhiều báo chí. Thì tôi muốn hỏi bác sĩ, cái quan điểm và nhận định của ông Thượng nghị sĩ McConnell, một người gọi là cánh tay phải, hai người như là hai cái gọi là nhân vật nối liền với nhau trong một cái chế độ của Đảng Cộng Hòa. Thế tại sao lại có cái sự rạn nứt như vậy thưa bác sĩ? Ok, bắt đầu từ đâu nhỉ? Cái người mà độc tài ái kỷ là cái người lúc nào cũng nghĩ mình đúng và không bao giờ say sorry, không bao giờ nói xin lỗi đó. Những người đó họ very petty vindictive. Họ rất là tiểu nhân mà thù dai và thù vặt mà phải báo thù cho được. Họ không bao giờ quên thù được. Mà khi mà quý vị, cái người đó có tác phong giống như băng đảng vậy đó. Anh có thể là dâng hiến tính mạng của người phối ngẫu, con cái mình, cha mẹ mình cho cái tổ chức đó, nhưng mà ngày nào đó anh không làm theo the mafia boss, anh go không, những cái gì mà làm công cán thì trước giờ anh bưng bô liếm đĩa mà sạch sành xanh bao nhiêu năm tháng rồi, mà phải tung hô vạn tuế, mà phải bầu cho, kêu gọi người đi bầu, mà vận động tranh cử cho, bỏ tiền ra cho, rồi nhiều khi mà kháng cáo lên các tòa án, kể cả tòa án các viện, để mà lật ngược lại kết quả mà dân chủ và chính xác của một cái cuộc mà tranh cử mà nó an toàn bảo mật từ trước tới giờ trong lịch sử, mà là những người đã được appoint bởi Tổng thống Trump và chính quyền Trump để làm giám đốc như Chris Krebs và là những người Raffensperger hay là đó, thì những người đã là Đảng Cộng Hòa, những tất cả là 6 người thẩm phán, người chánh án mà được appoint đích thân bởi Tổng thống Trump, và biết bao nhiêu chục người thẩm phán khác là người Cộng Hòa, họ Đảng Cộng Hòa, họ không bao giờ từ bỏ đảng, phản đảng họ, nhưng mà họ không thể nào nói ngược lại sự thật là đó. Thì đã khán án lên như vậy, nhưng mà cuối cùng nói một câu đó, ông McConnell đó, Miss McConnell tay đó đã khai chiến một trận kiến mà sống còn với cụ Tổng thống Trump. Tổng thống Trump không bao giờ để yên cho những người nào mà gọi là traitor, là phản bội hết. Nên nhớ ông Mike Pence không? Chỉ con không nói là cái này là ăn gian hay là đem trở lại tiểu bang để mà đếm lại, không có cái luật pháp hiến chương nào mà cho phép ông làm vậy, mà bắt ông phải làm, mà ông không làm thì gọi ông là traitor, nó đòi treo cổ ông, phản bội cái đám mà Proud Boy thượng đẳng thượng tôn mà thích cầm súng, mà thích cái bọn mà hèn hạ tiểu nhân bỉ ổi, mà chỉ muốn mỗi lần có súng là nghĩ là nó là law and order đó. Cái đứa nó rất là hèn hạ, là hèn nhát đó. Nếu có gì là man to man, chứ đừng có dùng gậy, dùng ấy. Thì những người hèn nhát như vậy đó. Thì trở lại, những đứa đó nó điên khùng lên, nó kiếm những người nào mà không làm những việc mà cho thủ lãnh đại ca đó, tinh tú lão quái của nó, hay là ông đạo dừa, hay là Jim Jones của nó, là nó tới nó xơi người ta. Cho nên ông Miss O'Connell khai một trận sống còn với ông Trump. Mà trận đúng vào này kinh khủng lắm. Mà tôi nghĩ
bữa nay ông Miss mặc côn đồ đó, ông nói có tính cách nghe là biết liền. Ông nói rằng ignore ức là làm tôi bỏ đi, phớt lờ đi, nhưng không có đâu anh Trọng. Bà Alan Chow, chuyện gì xảy ra với bà hôm nay anh cũng biết rồi, cái gì những cái trận đòn, những cuộc tấn công từ nhiều phía của bên cựu tổng thống Trump đối ông Miss O'Connell chỉ mới bắt đầu thôi. Ông Miss O'Connell ổng sẽ phản công lại, ổng sẽ về nhà, ổng vắt tay lên trán và ổng suy nghĩ từng giờ từng phút how to deal với cựu tổng thống Trump. Cái trận chiến này chỉ mới bắt đầu thôi anh. Thế bây giờ tôi hỏi bác sĩ cái điều này, bác sĩ theo dõi về tất cả các tình hình chính trị tại Hoa Kỳ trong thời gian gần đây, thế cái nguyên nhân để cho vấn đề khối đa số nằm ở trong tay đảng Dân Chủ ngày hôm nay qua cái sự cuối cùng đó là mất đi hai cái ghế thượng viện tại tiểu bang Georgia, dưới cái sự nhận định của bác sĩ, cái nguyên nhân chính do ở phía ai? Có thể nói rõ ràng là những người này sẽ chịu trách nhiệm, Tổng thống Donald Trump, ông McConnell và hai ông là một là thống đốc tiểu bang Georgia và một người là bộ trưởng bộ gọi là ngoại giao hay là chánh văn phòng hay là bộ nội vụ của, thì những cái nhân vật đó bác sĩ nhìn cái sự việc mất cái ghế ở tại thượng viện là do ai, mà có thể nói vì ai mà làm như vậy ra được có, như vậy có nhiều lý do lắm anh, mà mình không có thể nào mà định lượng là cái lý do nào chính. Dạ, nhưng mà cái nhầm tầm nhìn của bác sĩ, cái bà Stacey Abrams nhân vật chính, bà đã chuẩn bị cái này nhiều năm về trước, nếu không nói là mười mấy năm về trước rồi, là nhân vật chính. Mình nói dài ra cả ngày luôn sẽ không hết, không ít thôi, viết thành một cuốn sách luôn. Mà chúng ai quý vị coi và là biết Stacey Abrams là bao nhiêu nào. Cái thứ hai là năm 2018 số lượng người đi bầu ở những cái đảng Cộng Hòa đó nó lật cho những người Dân Chủ nhiều lắm, phá kỷ lục từ năm 1914 cho đến giờ, từ hơn 100 năm nay số lượng người đi bầu để cho đảng Dân Chủ nó thể hiện năm 2018 bầu cử sơ bộ đó. Rõ ràng là bên Tổng thống Trump nhìn là hết hồn lên, là thấy là cái này như theo cái điều này là mình phải thua thôi, chứ làm sao mà suppress, ém lại những đứa mà nó đi bầu bằng bỏ phiếu bằng mail hay là bỏ phiếu khiếm diện này, phải ém nó lại. Là thì cái đó từ năm 2008 đã thấy rồi. Nhưng mà những cái lý do nào mà ông David Perdue hay bà Loeffler bà vẫn gác mấy chục ngàn phiếu đó thì mình thấy là chắc là thua rồi. Nhưng hỡi ơi, Tổng thống Trump lại cứ đòi ông Ratzenberger, rồi cái ông cái là Kem, Phúc Vũ Khanh, còn ông Kem, trước đó còn ông nữa, mà ông đứng lên ông nói là stop it, there will be blood. Nếu mà tiếp tục mà nói là người này kẻ thù của nhân dân, người này là traitor đó, là sẽ có người chết, sẽ có người chết. Cái ông đó tên gì xuất lại mình cũng quên rồi. Thì những cái đó nó làm phẫn nộ lòng người dân. Rồi cộng thêm cái nói là đi bầu này là ăn gian. Những người Cộng Hòa họ thất vọng mà nói nếu mà cái bầu này bầu cử anh gian này thôi đi, chi đi bầu, cứ đi làm chi đi bầu. Cái đó là tự hại mình. Hại người không được mà nhiều khi quay lại hại mình. Cái đó là trời bất dung gian. Chưa kể những người mà cha đen đó anh. Mà những người mà da màu đó, họ thấy những cái hình ảnh mà cái tính cách mà độc tài mà mafia đảng phái, mà tính cách mà ông boss á, ông trùm mà ông trùm, mà trùm đó mà nói mày kiếm phiếu tao 11.780 phiếu, chỉ cần hơn một phiếu là đủ rồi. Nếu mày không làm mày criminal, có tính cách mà đe dọa sẽ thưa mày ra về tội hình sự, có tính cách như vậy là người ta nhìn nó phẫn nộ bảo chúa bà đó, thì người ta thấy đất nước này nước dân chủ tự do, mỗi một người một lá phiếu, công bằng và fair, mà tại sao có người lại hăm dọa một cái người Quốc vụ Khanh là cái ông Ratzenberger mà ghi recorded là thâu băng lại, là thâu băng, mà trước đó đã nói là Brian Kemp rồi Ratzenberger là kẻ thù của nhân dân, ví dụ vậy, là ông nào ở bên Arizona nữa, ông Boucher là gì đó, vâng, tôi cũng quên tên ông thống đốc ra, vâng, một người bạn thân luôn đó. Đó thì họ thấy điều bất bình, họ thấy phẫn nộ trên số lượng người đi bầu cuối cùng đó, nó lại hơn ông Perdue lại bầu thành nó lật ngược toàn bộ cái thế cờ ở tại đây là chỉ một cái vấn đề. Có nhiều lý do lắm anh, nhưng mà một những lý do mình nói khoảng 3-4 lý do chính là như vậy đó. Lẽ như là chúng ta cần có những cái thời giờ để đi vào phần quảng cáo, nhưng mà nhiều lý thú để trao đổi với là bác sĩ ngày hôm nay về những cái nguyên nhưng nhân mà ông Miss McConnell, một cái vũ khí của ông dùng cái sự kiện ở Georgia để mà tấn công ông Tổng thống Trump. Quý vị đang cùng với chúng tôi qua sự kiện trong tuần và chúng tôi trở lại với quý vị trong giây lát. Thank you.
Quý vị đang cùng với chúng tôi qua những sự kiện trong tuần, đặc biệt là vấn đề đối thoại với bác sĩ Ngô Bá Định. Lẽ nhiên còn nhiều vấn đề mà chúng tôi có cơ hội để muốn trao đổi với bác sĩ Ngô Bá Định, ngay cả vấn đề mà Town Hall Meeting ở tại thành phố Milwaukee những ngày vừa qua. Nhưng mà chắc là vấn đề này thì cần phải hỏi bác sĩ. Thì bác sĩ biết rằng là ông McConnell là một trong những vị đã từng đảm nhiệm gọi là lãnh đạo khối đa số tại Thượng viện. Và ông vừa đắc cử cái kỳ vừa qua, lại là có thêm 6 năm nữa. Tôi nghĩ rằng đây chắc là nhiệm kỳ cuối cùng của ông rồi, cái sức khỏe rồi. Mà ông đắc cử với cái con số chênh lệch với người về sau ông tới 20% số phiếu. Nhưng mà qua cái sự cơm không lành, canh không ngọt với ông Donald Trump, thì ông Donald Trump đã đưa ra một cái nhận định với tất cả các cơ quan báo chí. Ông cho biết rằng ông này là ông McConnell là thứ phản phúc, ăn cháo đá mát. Nếu không có tôi thì không có thể nào mà trở thành thượng nghị sĩ được. Bao nhiêu công khó, bao nhiêu cái sức của tôi với cái y lực của tôi, uy tín của tôi tạo nên cho ông thành đắc cử ở cái chức vụ đó. Bác sĩ nghĩ sao về cái vấn đề mà gọi là ơn trả ơn, oán trả oán như vậy thưa bác sĩ? Lại bắt đầu từ đâu? Tôi cứ bắt đầu là độc tài ái kỷ, narcissism. Yeah. Quý vị, những người mà ái kỷ đó, độc tài đó, narcissistic, là cái anh chàng mà narcissist là người Hy Lạp mà ngày xưa hắn ta yêu hắn ta đến mức mà hắn ta nhìn vô trong mặt nước, nhìn cái người trong đó mà yêu người đó. Cho nên cái bệnh mà narcissism là những người mà ái kỷ nó điên rồ luôn. Thì người đó ít bao giờ không xin lỗi, ít bao giờ nhận mình sai. Quý vị sống với một người nào nên nhớ người đó nha, nên tránh người đó, trừ khi người đó là người phối ngẫu ly dị là phải tốn tiền luật sư, hoặc là người đó là người boss của mình. Bây giờ mà mình bỏ người đó thì mình không có job thì lấy gì sống. Hoặc là vì lý do mà vì nhân từ bác ái, quý vị muốn chuyển hướng người đó, đừng. Không có chuyển hướng được đâu. Cái người độc tài ấy kỹ là cái gì? Họ lúc nào cũng cảm thấy họ làm một, mà họ nghĩ họ làm 10 đó, mà người khác làm 7, 8, họ không thấy làm gì hết. Cái người độc tài ấy kỹ lúc nào họ cũng kể công hết. Họ lúc nào họ chỉ làm một tí xíu thôi, họ nghĩ họ làm bằng cả ông mô. Nói tóm lại chỉ biết mình trước tiên, biết mình thôi. Cái người đó sẽ biết là chưa có ai làm giúp đỡ người da đen bằng tôi, ngoại trừ ông Tổng thống Lincoln. Trời ơi, chưa có ai mà hỏi ngài có phải là người nổi tiếng trên nhất trên thế giới bây giờ không? Tôi nghĩ tôi đứng hàng thứ hai. Vậy người thứ nhất là Chúa Giêsu. My goodness. Không người nào mà mở miệng ra, không có ai là được làm như tôi, không có ai biết bằng tôi. Cái gì cũng cái người độc tài ái kỷ narcissism đó, họ rất là ghét những người nào mà đã từng mà bưng bô mà liếm đĩa sạch sành danh cho họ bao nhiêu năm trời đó, mà đùng một cái mà đổi cờ đó. Đối với họ cái đó điều phản bội đó kinh khủng lắm. Họ có thể nổi cơn điên đó. Họ ăn miếng trả miếng, họ trả thù. Cho dù là con nít mà đánh góp họ cũng ăn gian luôn. Cho dù ông bà 90 tuổi, they don't care. They sẽ cháp người đó, sẽ đổi. Phải làm sao mà làm cho người đó đau đớn, thiệt hại, bị đau đớn thì họ mới làm được. Cái đó người narcissism. Tôi biết là bác sĩ, tôi đã có những người bạn như vậy. Tôi đã trị những người bệnh nhân như vậy. Ok. Thì ông Miss McConnell, ông đã biết ông Trump là người như vậy thì ông mới biết một đồ, thứ đó là good luck cho ông. Ông mặc con đồ đó. Thì từ đây vào những ngày về sau, như chúng ta thấy Alan Chao bữa nay đã bị tấn công rồi phải không? Dạ đúng. Là nói là mà chút nhờ anh Trọng hỏi vấn đề Alan Chao, bây giờ ngừng lại vấn đề mà narcissism đi. Dạ. Ông Miss McConnell phải chiến đấu với ông Trump từng ngày từng giờ một kể từ ngày hôm nay. Wow. Thế trở lại vấn đề bác sĩ vừa đưa ra cái gọi là cái đức tính, cái tánh của một người như vậy. Thế trở lại thêm một cái vấn đề nữa là bác sĩ biết ông McConnell có người vợ là tên là Ellen Chao. Là một trong những gia đình giàu có từ Đài Loan. Người Trung Quốc nhưng đến Đài Loan và sau đó thì qua Hoa Kỳ. Hai chị em cô trở thành thành đạt. Và bà đã được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Giao thông dưới triều đại của Tổng thống Donald Trump, và đồng thời 8 năm ở dưới triều đại của Tổng thống Bush. Tuy nhiên là bà là một trong những thành viên làm việc cho vị tổng thống của Cộng hòa, là bà cũng là thành viên cao cấp của Đảng Cộng hòa, là một vị bộ trưởng mà làm 8 như vậy là tới 12 8 năm dưới thời tổng thống Bush rồi, và là 4 năm của thời tổng thống Donald Trump nữa. Thế nhưng mà sau này thì không hiểu vì nguyên nhân gì, có thể là vì ghét ông McConnell như thế nào mà tổng thống Donald Trump, cựu tổng thống Donald Trump lại đưa ra: sở dĩ mà tôi phải nói cho mọi người biết là tại ông McConnell á là một cái nhân vật nguy hiểm, tại vợ ông là một trong những người có nhiều cái đầu tư tại Trung Quốc. Cái điều tôi muốn hỏi bác sĩ,
Thế một cái vị tổng thống mình bổ nhiệm một người bộ trưởng thì mình phải hoàn toàn chịu trách nhiệm, mình biết người đó đã có những cái móc nối với Trung Quốc. Thế tại sao lại đi bổ nhiệm một người đó làm để rồi là mình chống Trung Quốc? Chống làm sao được cái chuyện điều đó thưa bác sĩ? cái thứ nhất là ông biết và Cano là cái đồng lõa, đồng bọn mà người mà ủng hộ Tổng thống Trump mà gọi là bán luôn cái linh hồn mà liêm sĩ, liêm khiết của một người con người đó. Cái đó đều ai cũng biết hết. Hắn ta như cái vụ mà bầu bà mà Amy Barrett vô. Đúng rồi, chị. Hắn ta lật ngược một cách mà thật là yeah. Rất đáng ư là khinh bỉ. Yeah. Nhưng mà hắn ta phải làm. Cho nên nếu mà lấy người vợ của người đó làm bộ trưởng một cái gì đó thì chắc chắn là Tổng thống Trump đã nghĩ là mình đã làm đúng. Yeah. Chắc là chúng tôi cũng cần mà... để tôi xin muốn bổ sung thêm cho tất quý khán giả hiểu về cái vấn đề ông McConnell. Vào cái thời kỳ 8 tháng cuối cùng của Tổng thống Barack Obama thì ông muốn bổ nhiệm, cái lúc đó thì ghế tối cao Pháp Viện có một ghế trống và ông muốn bổ nhiệm ông Fallon. Bây giờ là ông là Bộ trưởng Tư pháp, bây giờ vào cái chức ghế tối cao Pháp Viện thì phía đa số của Đảng Cộng hòa họ cho rằng no, mình phải chờ 8 tháng nữa để bầu cử vị tân tổng thống, để có tân tổng thống bổ nhiệm. Và cuối cùng thì cái sự việc đó đã làm cho ông McFarlane không có được trở thành vị chánh án của tối cao Pháp Viện, vị chánh án của nhưng mà đến sau này thời kỳ chỉ còn có bốn vỏn vẹn có 4 tháng nữa thôi thì lúc đó ông bà Greenleg Ginsburg là bà chết rồi thì ghế tối cao Pháp Viện trống thì chính ông McConnell là cái người chấp nhận để đưa ra vấn đề bổ nhiệm. Nhưng mà kính thưa quý vị, cái điều đó nó không sai hiến pháp. Chúng ta chỉ căn cứ vào cái nào sai thì nói, còn nếu không sai hiến pháp thì lại, nhưng mà chúng ta có quyền nhận định về một con người mà bác sĩ Định đã nói như vậy, để quý vị hiểu những gì bác sĩ muốn bác sĩ Định muốn nói. Trở lại vấn đề bác sĩ ông nói là chuyện tiêu chuẩn kép khi mà có lợi giọng ông nói như vậy, khi mà có lợi ông nói ngược lại, miễn sao mà có lợi giọng cái người đó là người bất chính, người đó là không có trong sáng, người đó là gian manh đó, bất lương. Thì bây giờ ông nghĩ là cái mà Đảng Cộng hòa mà vẫn còn đứng dưới Trump sẽ không đi về đâu. Tại vì ông nghĩ về cái nhân cách của ông Tổng Trump, về cái Paul mà nói về cái thăm dò nó cho thấy, xuống còn có 20-30% là quá thấp. Hắn ta phải tính chứ, hắn ta phải tính cho Đảng Cộng hòa của ông Mitt McConnell chứ. Thì với lại những cái điều mà inside cái nổi dậy đó, còn biết bao nhiêu chuyện, đã bao nhiêu cái lawsuit đang chờ cho ông Tổng Trump. Như một cái bà nào viết một cái bài báo mà anh mới đọc hôm nay, mà tôi nghĩ tôi đã đọc bao nhiêu năm trước rồi, đã có người viết rồi, là khi mà hết tổng thống sẽ có bao nhiêu cái lawsuit, những cái mà vụ kiện mà theo ông Trump đến cuối cuộc đời đó. Dù cho mưa anh vẫn theo em đến cuối cuộc đời đó. Liệm khúc cuối đó anh, tức là liệm khúc cuối. Thì tôi nghĩ ông Trump sẽ bị hát bài đó. Thì đúng như cái bài anh mới đọc, mới viết là của cái bài là một cái tình ca mà nghĩa là gọi là cuối cùng cuộc đời ông sẽ chỉ có theo một cái bản nhạc là sẽ bị vấn đề kiện tụng cả đời. Đúng, là cuốn phim mà Law and Order, thay vì chiếu Law một tuần một lần, bây giờ chúng ta chiếu hàng ngày Law and Order, cái chuyện mà về hình sự tụng kiện ở trong TV đó, cái series anh biết mà phải không? Thì ông có nói ông thấy những điều đó là không thể nào được. Ông phải giữ cái Republican mà nó nguyên thủy của ông. Mà cho dù cái nguyên thủy của tay mặt con đồ nó không giống gì những cái Đảng Cộng hòa mà của Tổng thống Reagan, của Tổng thống Eisenhower, hay là của những tổng thống mà mình biết. Phải nói một trong những vị tổng thống mà có thể nói rằng là cái cương lãnh đạo của Đảng Cộng hòa đó là Ronald Reagan. Cái đó, cái thời mà gia đình tôi mới qua đây là thời Reagan thì cả nhà đều Cộng hòa hết. Đó thì nhưng mà thấy cái Đảng Cộng hòa bây giờ không có giống như lúc trước nữa, mà nó đi hướng về phía ông Trump. Cho nên ông McConnell ông phải kéo lại, mà ông kéo lại ông phải khai một cuộc chiến sinh tử với ông Trump. Thì tôi nghĩ là good luck cho ông McConnell, và tôi thấy rất là lo lắng cho Đảng Cộng hòa bây giờ. Sự chia rẽ nó thấy rõ ràng, càng ngày càng gồng cộm lên và rõ ràng trước mắt mọi người. Vâng, quý vị đang cùng với chúng tôi qua đối thoại với bác sĩ Ngô Bá Định. Đó là một vài sự kiện mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị. Lại dĩ nhiên đây không phải là cái cơ hội để chúng tôi chỉ trích hay là làm những cái công việc gì, nhưng chúng tôi chỉ nêu lên những cái sự kiện và cái phần quyết định là thuộc về quý vị. Và chúng tôi trở lại với quý vị trong một giây lát. Để tri ân khách hàng cũng như hỗ trợ cho đại dịch, chúng tôi có một chương trình mang tên Tri ân cùng Vạn Niềm Vui. Quý vị có thể mua tất cả sản phẩm sâm của International Home Shopping và nhận lại full credit với số tiền đã trả. Để biết thêm chi tiết, xin gọi 714-868-6868.
Quý vị có thể theo dõi chương trình của chúng tôi phát sóng trực tiếp trên các hệ thống sau: Nam Cali 57.11, 14.3, San Jose 16.11, Houston, Texas 27.2, app SET Group TV. Chương trình cũng có mặt trên tất cả các thiết bị Android, iOS, Roku, Amazon, smartphone, iPad và đặc biệt trên Samsung app. SET Hắc Sâm, món quà của Thượng Đế giúp tăng cường đề kháng chống đại dịch toàn cầu. Cảm ơn quý vị đã cùng với chúng tôi trong những giây phút vừa qua với cuộc đối thoại với bác sĩ Ngô Bá Định. Và việc trước tiên xin cảm ơn bác sĩ Ngô Bá Định, trong một cái ngày mà trời rất là lạnh, bác sĩ đến đây với chúng tôi để chia sẻ với khán thính giả chúng tôi với những cái hiểu biết, với cái nhận định của bác sĩ. Lẽ nhiên sẽ có người thích, có người không thích. Cái điều đó thì chắc chắn rằng là cái quy luật thường. Nhưng mà kính thưa quý vị, một lần nữa với cái quan điểm và lập trường của chúng tôi chỉ muốn đưa ra những cái sự kiện mà những cái sự kiện nó đang ảnh hưởng đến đời sống chính trị tại Hoa Kỳ mà thôi. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Nhưng có một sự kiện chắc hôm nay chúng tôi dành thời giờ cuối cùng để trình bày đến quý vị, đó là gọi cuộc Town Hall Meeting, là buổi gặp gỡ tại tòa thị chính thành phố Milwaukee giữa Tổng thống Donald Trump, xin lỗi quý vị, với Tổng thống Joe Biden, với tất cả những người đủ mọi thành phần. Tất cả các nhận xét thì cho rằng thế này, thế nọ, thế kia, nhưng tất cả mọi người đều có một cái nhận định rằng là ông Joe Biden, tân Tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ, đã có một cái sự đồng cảm với tất cả những người trong qua cái buổi gặp gỡ đó và tất cả những khán thính giả trên màn ảnh truyền hình. Thế bác sĩ có theo dõi cái buổi gặp gỡ đó không? Em lái xe thì em nghe có tính cách đứt khoảng, nhưng mà về nhà mình có coi lại anh. Thì có những cái tóm tắt, cái summary mình lấy điểm chính. Hôm nay muốn bác sĩ chia sẻ với khán chúng giả chúng tôi. Anh cũng nên chia sẻ luôn, tại vì em chỉ biết những cái điểm mà theo cái phần của em. Thì anh có thể chia sẻ với quý khán giả như thế nào anh biết. Cái việc trước tiên là bác sĩ sẽ chắc cái đề là về phía bác sĩ. Ông ta đề cập đến vấn đề COVID-19 và vấn đề vaccine. Dạ vâng. Ông nói rằng là ông hứa cuối tháng 7 này ông sẽ có đạt được tới 600 triệu cái liều vaccine. Bác sĩ nghĩ ông có làm được điều đó hay không? Chắc chắn là có anh. Cái 600 triệu đó, quý vị đừng hiểu lầm, 600 triệu đó là mình mua được, có được, chữ được để mà ready, để mà chuẩn bị, để mà đưa đến cánh tay. Chứ ông không có nói là 600 triệu mũi đó đều được đến cánh tay của chúng ta, cho nên nhiều người hiểu lầm. Hay quá. Là cái 400 triệu là cuối tháng 5 là chúng ta sẽ có, tại vì ký contract mua được, mình là biết mình, nó từ đầu từ mình đâu. Có hợp đồng rồi. Có hợp đồng rồi, đúng. Thì chúng ta sẽ có. Thì cái đó người mà chững chạc, trưởng thành và người mà kinh nghiệm từng trải đó, có công phu hàm dưỡng mà sâu sắc, nói câu nào câu đó chậm mà chắc, chắc cú, chứ không có nói liên thuyên hoàn toàn mà bum 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 mà thêu dệt mà nó không có tôn trọng sự thật mà láo xạo, cái đó không phải. Thì ông, theo tôi đó, khi học võ mình phải học nội công tâm pháp trước, tiên học lễ rồi học học văn. Khi mà học bác sĩ cũng vậy, phải học những cái đại cương, cái cương lĩnh, những cái mà fundamental về y khoa, cái đạo đức y khoa, rồi mới đó nó mới cách chữa bệnh. Là tôi thường thường đi với những cái mà nội công tâm pháp trước. Thì nhìn vào cái thao ho đó, tôi đi ra những cái chính mà trong đầu của tôi hiện bây giờ đó. Thì thứ nhất là cái mà ông nói là bố tôi đã nói với tôi rằng tất cả mọi người trên thế giới này, mỗi một người đều phải được đối xử với cái nền tôn trọng, bình đẳng. Tức là mọi người được need to be treated with respect. Mà ông đã nói cái lần mà in origin, ông đã nói một lần lúc mà nhậm chức, ông nói là nếu mà ngay chỗ tôi làm mà có người nào mà miệt thị, khinh thị, coi thường, chà đạp cái người đồng nghiệp của mình, người đó sẽ bị sa thải ngay tức khắc. Thì cái đó, khi một người tổng thống nói ở town hall đó, mà nhấn mạnh cái vấn đề mà cái nội công tâm pháp đó, cái bệ của cái foundation vận hành, không phải là vận hành trong một cái chính quyền, một cái nội các, mà vận hành cho nó là linh hồn của đất nước Mỹ này. Mình phải restore lại cái linh hồn, cái bản sắc, cái máu, cái DNA bản kẽm của nước Mỹ chúng ta, là cái sự tôn trọng, bình đẳng nhau, bình đẳng lẫn nhau, không được kỳ thị màu da sắc, sắc tộc,
và là giàu nghèo không có được coi thường, phải giàu bình đẳng. Cái đó là cái thứ nhất tôi nhớ. Vâng. Cái thứ hai là khi mà đứa cháu nó nói là tôi sợ quá Covid-19, tôi có thể bị và chết không ngài tổng thống. Mẹ hỏi như vậy. Mẹ hỏi như vậy. Đứa con đó đúng. Thì ông nói là baby don't worry, you won't die. Tại vì ông dựa theo khoa học mà nói. Yeah. Các cháu mà dưới 14 tuổi á, 16 tuổi đó, đa số các cháu bị mà bị nhẹ hoặc là bị rồi qua. Các cháu hiếm có các trẻ nào mà bị Covid mà chết. Mình nói nhanh lên, những người mà thai phụ, cái khả năng mà bị bệnh Covid nhiều hơn người không có mang thai nha. Yeah. Mà những người thai phụ mà da màu đó, cái số lượng bị bệnh Covid nhiều hơn người thai phụ người da trắng đó gấp 2 đến 4 lần luôn. Cái đó là tin mới ra hôm nay. Yeah. Vâng, từ nghiên cứu từ bên Washington State. Ok, bây giờ trở lại vấn đề đó. Thì ổng khi mà bầu cử đó, ổng đi nhà thờ cầu nguyện cho thế giới, cho những người bị đại dịch và chết. Ổng đi thăm mộ của ổng. Khi mà chúc về vấn đề mà Thanksgiving hay là Noel này hay là đầu năm, lúc nào cũng nghĩ tới người chết. Yeah. Cái người có trí nhân, có lòng nhân, có nghĩ tới người khác, có sự thương cảm, quan hài, cái đa cảm chắc hẳn đặt mình vào vị trí người khác. Tại vì ổng là người đã chết vợ và hai con. Yeah. Ổng biết như thế nào. Ông nghĩ đến 400,000 người 400, đã bị chết vì Covid-19. No, 505,000 người chết. Bây giờ lên tới 505,000 wow, người rồi thưa anh. Wow, yeah. Đó là gần như 25-26% số người chết trên thế giới. Bây giờ mình không có thời giờ, tôi muốn bác sĩ có một cái nhận định mới về một trong những cái vấn đề rất là quan trọng. Đó là vấn đề liệu các trẻ em có thể trở lại trường học được hay không. Đó là cái thứ ba ổng sẽ nói. Yeah. Bây giờ mình nói cái thứ nhất là bên Anh là biển rộng. Khi mà mình đến một người nào đó, nhất là các cô, nhất là những cô mà tôi từng nói là Vietnamese girl for Trump, trời ơi. Nên suy nghĩ ra đi, mình đến một người nào mà đáng tin tưởng, người đó không phản bội mình, người đó không có ly dị tới 3-4 lần mà trốn lính 5 lần, mà trốn thuế tới 5-6-10 lần. Mình phải coi lại người đó là như thế nào, cái người mà bên em là biển rộng, cái người đáng tin tưởng, người đạo đức, người nói là phải làm, người nhân lễ nghĩa chí tín. Thì ông Biden là bên Anh, ông mang tới cái sự comfort. Cháu bé nha, họ người mẹ hỏi á, ông trả lời rất là dịu dàng, rất là chiều mến và rất là sweet. Bên đến với ông Biden là cái người có tình cảm, có đa cảm đó, yeah. Đó có cái tâm hồn, có muốn restore lại cái linh hồn của nước Mỹ này. Đó là cái điểm thứ hai. Yeah. Cái điểm thứ ba em nói là vấn đề mà các chị em, thì ông nhấn mạnh cái vấn đề là không phải mở open school là mở 5 ngày một tuần. No, nó sẽ mở có thể là 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày. Có thể là vẫn phối hợp giữa Zoom và đến học tại trường, nhưng mà phải có cẩn thận là phải tất cả những người nhân viên làm việc trong đó, kể cả thầy cô giáo, đều phải được chủng ngừa hết. Chính rồi. Và có những cái ventilation là phải refurbish lại. Yeah. Là phải tái thiết bị lại làm sao mà cho nó thoáng khí, thông khí, nó đừng có tồn động lại mà gây nhiễm bệnh hơn. Và khẳng mạnh vấn đề giáo dục về vệ sinh và phải social distancing, tức là phải cách ly, ngồi chung với nhau vẫn phải đeo mask, vẫn phải cách xa nhau, và phải có tiền để mà chi chấp cho những đó. Thì cái vấn đề đó là từ lớp 1 trên lớp 8 thôi anh. Yeah. Lớp 9 chưa có tính, cho nên nhiều người hiểu lầm, có hỏi lớp 11-12, những người các cháu 11-12 hay làm này làm kia, tại phải chuẩn bị vô đại học, có nhiều sinh hoạt lắm. Yeah. Mà có nhiều sinh hoạt họ hay truyền cái dịch cho người khác lắm, cho nên chỉ có từ lớp 1 đến lớp 8 là A grade, và nó cũng từ từ, chứ nó không có nhảy đùng một cái là mở 5 ngày một tuần. Thì cái đó là cái kế hoạch mà nhiều người nghe mà không hiểu cho nên đặt câu hỏi. Đó là cái thứ ba. Có một cái câu hỏi và muốn bác sĩ chia sẻ là khi Andy là tất nhiên là cái người phóng viên của CNN hỏi bà ông Joe Biden. Thế trước khi mà Cooper Anderson hả? Cooper Anderson. Cooper Anderson đã hỏi ông Tổng thống Joe Biden, thế trước khi ngài vào White House này, ngài đã trao đổi nói chuyện với tất cả các vị tổng thống tiền nhiệm chưa? Thì ông đã trả lời, vâng, tôi không muốn nói tất cả chi tiết mà tôi có nói chuyện với tất cả các vị tổng thống tiền nhiệm, nhưng chỉ có một người. Thì chắc lại không nói tên thì ai cũng biết là cựu tổng thống Donald Trump. Thế thì khi ông nói rằng là đoàn kết xóa bỏ tất nhiên cũ, thế tại sao lại ông không nói chuyện với tổng thống Donald Trump, thưa bác sĩ? Nó có cái bài hát mà ai cũng gọi mà chỉ có một người không gọi. Thế vì sao vậy bác sĩ? Chỉ có một người không hiểu. Có gã khờ ngọc nghịu mà đứng làm thinh luôn. Yeah. Không biết nói gì bây giờ. Thì những cái người mà độc tài ấy, khi mà họ thua đó, họ yeah. cay cú lắm. Yeah. Con nít hay người già họ đều muốn đánh trả hết. Yeah. Họ làm sao cho người đó phải đau khổ, phải bị trừng phạt, họ mới thấy yên được. Yeah. Cái đó là cái người mà
narcissistic person đấy. Yeah. Cho nên bây giờ mà thua rồi khó lắm. Yeah. Khó mà gọi phone để mà convince không được nữa. Chấp nhận thua không được nữa. Mà trước khi mà tranh cử đã nói là tao thua chỉ khi nào mà tao bị ăn gian thôi. Thì làm sao mà ông chấp nhận được. Thế tự nhiên là chỉ... cũng chưa có đoàn kết được hay sao? Chưa. Ai cũng gọi, chỉ có một người không gọi. Quý vị biết đó là ai? Một gã khờ ngọng nghịu đứng làm thinh. Kính thưa quý vị, lời nói chuyện của bác sĩ Ngô Bá Định đã chấm dứt chương trình hôm nay của chúng tôi. Một lần nữa cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi và hẹn gặp quý vị vào tuần tới.